quá khứ của các thượng huyền tiết lộ nhiều sự thật khiến bạn phải sốc. Weebu Never Die xin phép gửi lời chào đến toàn thể anh em đang có mặt trong clip này nhé. Chúc anh em một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin nha. Phải nói rằng Kimetsu no Yaiba gây được sức ảnh hưởng cao, hấp dẫn fan như vậy là do dàn nhân vật thú vị. Không chỉ có nhân vật chính, thành viên của binh đoàn diệt quỷ được chăm chút về tính cách, ngoại hình, mà dàn nhân vật phản diện, những kẻ đã gây ra nhiều sự mất mát, đau thương cũng vậy. Những con quỷ được tạo ra không từ đâu khác mà từ chính những con người gặp hoàn cảnh éo le, tư tưởng sai lệch, số phận đau thương. Vậy không biết có bạn nào ở đây thắc mắc, không biết các thượng huyền quỷ, top những con quỷ mạnh nhất trong truyện có quá khứ như nào không nhở? Hôm nay, mình đã mượn cỗ máy thời gian của Doraemon, du hành ngược về quá khứ, tìm hiểu cho mọi người rồi đây. Nào, bây giờ thì trưởng thôn Ngu Độn xin phép nghiêng mình, cúi đầu, kính cẩn mời anh em ngồi xuống nghe mình kể nhé. Chào mừng mọi người đến với quá khứ của các thượng huyền quỷ. Một, thượng huyền lục Daki và Gyutaro. Ngay từ khi sinh ra, anh quỷ Gyutaro đã mang ngoại hình không ưa nhìn, gầy gò, ốm yếu. Hắn có một tuổi thơ không mấy êm đẹp lắm khi bị chính người đẻ ra mình luôn luôn đánh đập, hành hạ, thậm chí muốn giết vì không đủ tiền nuôi. Trong môi trường sống ấy, mọi người xung quanh không một ai cảm thông, đồng cảm cho anh quỷ. Mỗi khi thấy hắn ta đi qua, họ đều dè bỉu, chê bai, nói xấu, bảo Gyutaro như quái vật. Cuộc sống vốn như cuộc đời vậy, đâu phải ai cũng giống như trong truyện cổ tích vịt hóa thiên nga cho được. Cũng không thể giống như mấy cái trend trên TikTok 15 giây biến thành trai đẹp. Lớn lên, anh quỷ vẫn xấu như vậy. Cuộc đời Gyutaro có lẽ vẫn mãi là bản nhạc buồn nếu không có người em gái quỷ Daki. Trái ngược hoàn toàn với người anh của mình, Daki xinh đẹp lạ thường, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng vại, khiến bao nhiêu người phải say mê. Vốn rất tự ti, nhưng khi có em gái, niềm tự ti của Gyutaro đã trở thành tự tin. Không cần nói cũng biết, hắn luôn tự hào về người em gái của mình, hết mực yêu thương cô. Dù cho có đói, có lạnh, cũng luôn dùng thân thể gầy gò để bảo vệ em gái của mình. Tưởng chừng như với tình cảm anh em ấy, họ sẽ sống hạnh phúc với nhau. Nhưng cuộc sống vẫn luôn trớ trêu, chẳng thể nào bình yên được. Khi em quỷ lên 13 tuổi, cô đã chọc mù mắt một tên samurai vì bị hắn bắt làm điều mình không thích. Trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, những ai làm samurai thường rất được tôn trọng, có địa vị nhất định. Tên bị chọc mắt ấy liền đốt Daki, khiến cô bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng, suýt chết. Nghe được tin ấy, ngay lập tức Gyutaro về xử chết tên dám đụng tới em gái của mình. Tuy xử lý được tên ấy, nhưng anh quỷ cũng bị thương không hề nhẹ. Hắn bế đứa em của mình đi trên nền tuyết rơi được một lúc rồi gục ngã. Không một ai lao ra giúp đỡ hai người, và có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng đúng lúc này, Động Má, Duma đã thấy và quyết định giúp đỡ, biến họ thành quỷ. Tuy trở thành quỷ rồi, nhưng hai anh em vẫn dùng chung cơ thể, có lẽ là do Daki khi còn là người đã bị lửa đốt, ảnh hưởng nặng quá. 2. Tân Thượng Huyền Lục Kagaku. Thượng Huyền Lục Kagaku từng là một trong những đứa trẻ được nham trụ Himejima Gyumei nhận nuôi do mồ côi cha mẹ. Nhưng do một lần vui tính, muốn thử làm thử thách 6 ngày 6 đêm trộm tiền của trại trẻ mồ côi, Tân Thượng Lục lại bị bắt ngay tại trận ở lần thử đầu tiên, bị lũ trẻ ở cùng đuổi ra khỏi đấy. Không còn cách nào khác, Kagaku đành đi một mình nhặt lá đá ống bơ giữa trời đêm. Bất thình lình, một con quỷ xông ra định mờ lem hắn. Nhưng với bản tính chấp nhận hy sinh tương lai con em chúng nó vì bản thân mình, Tân Thượng Lục đã giao kèo với quỷ, giúp con quỷ ấy ăn lũ trẻ mồ côi, tha mạng cho mình. Sau đấy, hắn được nhận nuôi bởi Jigoro, làm đồng môn với thanh niên tóc vàng Zenitsu, gia nhập vào binh đoàn diệt quỷ. Không biết làm sao mà Kagaku lại gặp thượng huyền nhất Kokushibo, nhưng biết mình đánh không lại, hắn nhanh trí lập tức quỳ gối hôn chân xin tha. Thượng nhất đồng ý tha cho sư huynh Zenitsu và hóa hắn thành quỷ. 3. Thượng ngũ Gyoko. Thượng ngũ Gyoko vốn là một cậu bé bình thường, xuất thân từ một làng chài nhỏ bé. Cuộc sống ở làng chài giúp cho hắn tiếp xúc và trở nên yêu thích nhiều với tôm cá, động vật. Chuyện sẽ không có gì nếu như sự yêu thích ấy dần trở nên sai lệch. Thượng ngũ bắt đầu thử hành hạ động vật, tra tấn chúng bằng nhiều phương pháp kinh dị. Trẻ con chính là mầm non của đất nước. Nếu như không chăm sóc cẩn thận thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Khi Gyoko bắt đầu những hành động ấy, chả ai khuyên bảo hắn điều đó là đúng hay sai.
họ vô cảm thờ ơ trước hành động sai trái, bạo lực của đứa trẻ ấy. Dần dần, việc tra tấn động vật không thôi, không đủ làm hắn ta hài lòng nữa. Thượng Ngũ bắt đầu cắt ghép những mảnh cơ thể sống của các loại động vật với nhau. Sau đó, Ryoko cho thứ mình đã tạo ra vào một cái bình. Hắn ta gọi đó là tác phẩm nghệ thuật và hết sức hãnh diện về thứ mình tạo ra ấy. Mọi người trong làng thay vì khuyên bảo lại trở nên xa lánh và kỳ thị Thượng Ngũ. Cũng chính vì vậy mà tính cách chống đối xã hội của hắn sinh ra. Gã cho rằng những kẻ xa lánh mình là những người nông cạn không biết gì. Chỉ có ai thực sự có gu thẩm mỹ mới hiểu được siêu tác phẩm nghệ thuật của hắn ta. Trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn ta cũng đã gặp được người có thẩm mỹ cao ấy, chúa quỷ Muzan. Và từ đó, Gyoko được tiêm chích máu trở thành con quỷ dưới trướng quỷ vương. 4. Thượng tứ Hantengu. Từ khi còn bé, Hantengu đã luôn nói dối để lấy sự cảm thông, làm vừa lòng người khác. Có thể do hồi bé, sống trong môi trường thiếu thốn tình thương, sự quan tâm đã khiến hắn phải nói dối như vậy. Không ai nói, chỉ bảo cho hắn ta biết điều mình nói dối là sai hay đúng. Lúc đấy, Hantengu chỉ đơn giản là một cậu bé, cần được sự quan tâm, bao bọc, cần có người giảng giải, chỉ bảo cho mình thôi. Nhưng điều đấy đã không xảy ra. Cứ thế lớn lên, nó đã trở thành một phần trong hắn, không thể thay đổi được. Trong cuộc đời của thượng tứ, hắn ta đã lấy vợ, sinh con nhiều lần, nhưng không có lần nào là lâu dài cả vì hắn luôn chém gió về bản thân mình. Ngay cả những người thân thiết trong gia đình, thượng tứ vẫn không thể nói thật. Điều này đã dẫn đến nhiều trận cãi vã xảy ra. Hồi đấy, trong xã hội, không ai coi trọng những biểu hiện, vấn đề về bệnh tâm lý. Hantengu là một trong những người mắc bệnh tâm lý cực nặng. Không được người nhà cảm thông, chia sẻ, tính cách của hắn lúc này dần trở nên sai lệch. Nhiều loại cảm xúc dồn nén lại làm cho thượng tứ trở nên thoái hóa, có suy nghĩ sai lệch. Cuối cùng, hắn ta mất kiểm soát. Trong lúc nóng nảy, Hantengu đã giết chết vợ con của gã. Không thể chấp nhận, đối diện với sự thật rằng mình là kẻ đã gây ra cái chết cho vợ con. Hắn chối bỏ thực tế, luôn đổ tội cho nhiều yếu tố xung quanh, tự thanh minh rằng mình vô tội. Giấy thì không bọc được lửa, Hantengu cuối cùng cũng bị phát hiện ra và bắt lại vì tội giết người. Thượng tứ luôn kháng cáo, kêu oan rằng đây không phải là do mình làm, đổ tội cho đôi tay. Thậm chí hắn còn đề xuất chặt tay thay vì chặt đầu. Lời đề nghị của gã đương nhiên là bị bác bỏ. Thứ chờ đợi Hantengu lúc này là bản án tử hình. May mắn thay, chúa quỷ Muzan đã nghe được câu chuyện của thượng tứ. Quỷ vương đã đến, đề nghị cứu giúp hắn, biến hắn ta thành thuộc hạ đầy tớ của mình. Lâm vào đường cùng, Hantengu đã đồng ý. 5. Tân thượng tứ Nakime. Trong anime hay truyện đều không nhắc đến quá khứ của Nakime. Nếu anh em nào nghĩ mình sẽ bỏ qua quá khứ của tân thượng tứ này thì không. Mình đã nghiên cứu và mạnh dạn đặt ra giả thuyết về tân thượng tứ dựa trên 3 chi tiết như sau. Nakime luôn xuất hiện với cây tỳ bà trên tay, đánh đàn không cần nhìn, chứng tỏ khi là người cô đã rất thành thạo đàn tỳ bà. Ngoại hình trước và sau của quỷ khi đã bị anh giai Muzan cho tiêm máu đều có thay đổi, nhưng một số nét đặc trưng như mặt, mũi đều giữ nguyên, không bớt chỗ nào. Chỉ có thượng nhất là thêm 4 cái mắt nữa, Nakime lại chỉ có một mắt. Hiếm khi chúng ta thấy mắt của thượng tứ, thường thì cô sẽ để mái tóc đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ môi thôi. Lần duy nhất chúng ta thấy tân thượng tứ để lộ mắt là khi trong trận chiến cuối cùng của binh đoàn diệt quỷ với Muzan. Phải chăng cô tự ti về đôi mắt của mình? Qua 3 chi tiết trên, chúng ta có thể vẽ ra một câu chuyện như sau. Từ bé, lúc sinh ra, Nakime đã không giống người khác, không có hai mắt hoàn chỉnh, có thể do hỏng một bên mắt. Điều này khiến cô tự ti, luôn để tóc che mắt, tìm đến đàn như là một nơi để an ủi tâm hồn. Chẳng may dòng đời xô đẩy, tân thượng tứ vẫn luôn bị mọi người bắt nạt, chỉ trỏ, kỳ thị. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cô ấy gặp được chú quỷ Muzan đang cosplay trà trộn. Thấy hoàn cảnh đáng thương nên vua quỷ đã ban máu cho, biến Nakime thành quỷ. 6. Thượng tam Akaza. Akaza trước đây có tên thật là Hakuji, sinh ra trong một gia đình nghèo khó dưới sự chăm sóc của người cha. Sau này, cha của thượng tam bị bệnh nặng, không làm ra tiền, khiến hoàn cảnh đã khó nay lại càng khó hơn. Điều này đã thúc đẩy Hakuji trở thành một kẻ ăn cắp vặt, kiếm tiền lo thuốc, nuôi dưỡng người cha của mình. Nhưng rồi luật hoa quả cũng đến, cậu bị bắt gặp ăn cắp, không chót lọt như những lần trước nữa. Thượng tam bị đem về trừng phạt, tra tấn, in lên mình dấu ấn của kẻ tội đồ. Sau khi biết được con mình đã phải vì mình làm những việc không nên, cha Hakuji đã tự tử. Ông để lại một lá thư tuyệt mệnh, hy vọng cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Xã hội thật khắc nghiệt khi làm cho cậu ấy mất nhà, không tiền, không người thân. Thượng Tam chọn cách làm côn đồ sống qua ngày. Sau một lần oánh suýt tạch 7 người trong một ngôi làng, Hakuji đã được Keizo, chủ của một võ đường trong làng, nhận về, thu nạp làm đệ tử. Ngoài học võ, cậu được giao cho trách nhiệm chăm sóc con gái đang bệnh tật duy nhất của chủ võ đường tên Koyuki. Dần dần, dưới sự chăm sóc của Hakuji, cô con gái chủ võ đường khỏe lên, hai người cũng nảy sinh tình cảm. Ba người họ cũng đã giải quyết được vấn đề thu nạp đệ tử cho võ đường, tăng thêm nguồn kinh tế, cuộc sống cũng khá khẩm hơn. Hai năm trôi qua, Keizo quyết định gả con gái và trao võ đường Soryu cho Hakuji. Cậu vui mừng và đồng ý, thề sẽ bảo vệ hai người đến suốt cuộc đời. Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện hạnh phúc, một cái kết viên mãn. Nhưng không, lại một lần nữa, Thượng Tam bị cuộc sống cướp đi thứ quý giá nhất của cậu. Trong một lần đi ra mộ, báo với cha của mình về chuyện cưới xin, bố và vợ tương lai của Hakuji bị hạ độc chết. Hung thủ không ai khác, chính là chủ võ đường kiếm đạo, người luôn có hiềm khích với Keizo. Tức giận vì điều ấy, Thượng Tam đã đến và tàn sát 67 mạng người ở võ đường kiếm đạo ấy. Chuyện này đã đến tai của Muzan, hắn tìm đến cậu và biến cậu thành quỷ, lấy tên thành Akaza. Bảy, thượng nhị Duma. Sinh ra, Duma đã mang vẻ ngoài khác biệt. Thượng nhị có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt cầu vồng đẹp đẽ, hút hồn người nhìn. Chính vì vẻ ngoài như thế, nhiều người đã ví cậu chính là đứa con của thần linh xuống trần gian để làm cầu nối giữa thần và người. Nhận thấy thời đến cản không kịp, cha mẹ Duma đã thành lập nên giáo phái đa cấp mang tên Thiên Đường Vĩnh Cửu, cho con trai mình làm người đứng đầu. Được tôn thờ mỗi ngày, họ coi cậu như thần linh, có thể nghe được giọng nói của tiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng Duma biết rằng chẳng có thần linh nào ở đây cả, tất cả chỉ là tin đồn bịa đặt. Cậu coi đây như là một trò chơi nhập vai, chỉ làm vì cha mẹ của mình. Ngày ngày phải diễn kịch, giả vờ đã dần khiến thượng nhị không còn như trước nữa. Cậu ta trở nên khinh thường con người, lãnh cảm thờ ơ với mọi thứ. Duma càng lớn càng vô cảm, coi tất cả, kể cả cha mẹ của cậu là những kẻ ngu muội, ngu dốt khi có thể tin vào thần thánh, thứ không thể nhìn thấy được bằng mắt. Rồi một ngày, mẹ cậu phát hiện ra cha cậu lợi dụng giáo phái để xâm hại, dâm dê những tín đồ nữ. Bà đã suy sụp về tâm lý, để lòng ghen tức che mờ mắt, giết chết chồng mình, sau đó uống thuốc độc tự sát. Chứng kiến cảnh máu me bạo lực ấy, Duma chỉ cảm thấy phiền phức vì khung cảnh bề bộn này, ghê tởm mùi máu tanh trong không khí, không có một chút buồn nào cả. Cha mẹ chết, thượng nhị thừa hưởng lại giáo phái này, tiếp tục duy trì nó. Năm 20 tuổi, Duma gặp được Muzan và trở thành quỷ. Việc hóa quỷ đã khiến cho thượng nhất nghĩ mình đã trở thành một vị thánh, cần phải đi cứu rỗi người khác. Và cách tốt nhất để làm điều ấy là ăn thịt họ, để họ trong một phần cơ thể của mình. Tư tưởng méo mó này đã duy trì cho đến khi hắn chết đi. 8. Thượng nhất Kokushibo. Chuyện kể rằng trong gia tộc Sugikuni, một gia tộc samurai quyền quý, đã sinh ra một cặp đôi nam. Người em tên là Sugikuni Yorichi, anh trên tên là Sugikuni Michikatsu. Hồi ấy, việc sinh ra cặp song sinh được xem như là điềm gở, có thể gây sóng gió cho gia tộc. Thấy trên trán người em có vết bớt kỳ lạ, người cha định xuống tay giết luôn. Nhưng may mắn, bằng sức mạnh tình mẫu tử, người mẹ Akeno đã cứu sống con của mình. Tuy được cứu sống, nhưng cuộc sống của hai anh em hoàn toàn khác nhau. Người anh được chọn làm người thừa kế gia tộc, có cuộc sống sung túc, ăn học đầy đủ, đào tạo kiếm thuật. Còn người em thì sống trong nơi chật hẹp, thiếu thốn, hoàn cảnh khó khăn. Cảm thấy thương hại cho người em của mình, Michikatsu thường xuyên trốn cha qua chơi với em, tặng cho em trai mình một cây sáo tự tay làm. Trong một lần học kiếm thuật của người anh trai với thuộc hạ, tên thuộc hạ đã thử đưa kiếm cho Yorichi và đấu với cậu, thì với 4 đòn đánh, cậu ấy đã hạ gục tên thuộc hạ, dù trước đấy chính bản thân chưa cầm kiếm. Michikatsu nhận ra người em mình tài giỏi như thế nào, từ đó luôn lo sợ cha sẽ hoán đổi vị trí hai anh em. Cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng mình kém cỏi. Rồi cũng đến một ngày, mẹ của hai anh em chết. Yorichi đến báo cho người anh chuyện này và lập tức lên chùa rời đi. Không lâu sau đó, Michikatsu đọc nhật ký của mẹ và phát hiện người bố đã định cho em mình làm người kế vị. Từ đó lòng đố kỵ nổi lên. Cậu chỉ muốn em trai của mình biến mất đi cho rồi. Dường như điều đó đã thành sự thật khi Yorichi không đi lên chùa, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. 10 năm sau, người anh Michikatsu cuối cùng đã có cuộc sống như mình mong muốn, có vợ con, trở thành một samurai tài giỏi. Nhưng trong một lần giao đấu với con quỷ, dù đã cố gắng đánh, nhưng ông vẫn không thể đánh bại nó. Bất ngờ thay, lúc đấy, người em trai bất chợt xuất hiện,
tiêu diệt con quỷ dễ dàng, cứu sống anh mình. Nhìn thấy Yorichi đã đạt đến cảnh giới kiếm thuật cao, lòng đố kỵ chôn giấu bao năm lại trỗi dậy. Michikatsu lại bỏ gia tộc, vợ con, theo chân em mình học kiếm thuật như nhiều người khác, trở thành thợ diệt quỷ. Sau này, dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của thằng em, ông đã bật được ấn diệt quỷ, học được một phần hơi thở mặt trời, lấy tên là hơi thở mặt trăng. Theo thời gian, các kiếm sĩ có dấu ấn diệt quỷ dần chết đi, kiệt quệ ở tuổi 25. Nhận ra mình không còn nhiều thời gian để có được sức mạnh sánh ngang với người sáng tạo ra hơi thở mặt trời nữa, người anh trở nên thất vọng, buồn bã. Đúng lúc này, Muzan xuất hiện như một vị cứu tinh, cho ông thời gian mà mình hằng mong ước. Từ đó, người anh trở thành quỷ, lấy tên là Kokushibo. Vừa rồi là tất tần tật quá khứ của các thượng huyền quỷ. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối clip nha. Tuy hôm nay Long Thể hơi bất an, nhưng mình vẫn cố nhoi lên làm clip cho anh em đấy. Ông bà nào thấy thế mà không sắp, không like là không được đâu nha. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chuyên mục Hỏi gì ứ đáp. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Momo of Vionthi. Tại sao anh Duma đẹp trai lại bị ghét cay ghét đắng vậy? Tội anh. Đẹp trai cũng là một cái tội đấy. Như người làm clip này vậy, khổ lắm đấy chứ đùa à. Tiếp theo là bình luận của bạn Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền. Hừ, Enmu là trai hay gái đây? Trông hơi nữ tính tí thôi, nhưng mà Enmu là trai nhá. Và bình luận cuối cùng đến từ bạn Bùi Minh Nguyệt. 2, 2, 3, 4, 5, bạn có đánh rơi nhịp nào không? Thôi, tới giờ mình phải trà trộn vào sát quỷ đoàn tìm hiểu thông tin cho anh em rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong nhiều clip sau nha. Bye bye!